Xin chào mọi người, hiện tại là Thái đang đứng đây là homestay nha. Gọi là cái homestay này kêu tên gọi là Carambola. Thì nó nằm cạnh cái động phòng nhà ở tỉnh Quảng Bình. Thôi mình vô trong mình tham quan cái homestay này nó như thế nào nha. Nó đặc biệt cái là nằm cạnh cái ven sông Son, rất xinh đẹp luôn. Vị trí rất là đẹp. Rồi, tại giờ mình trong khám phá như thế nào nha các bạn. Đây là cái giường nằm đang tắm nắng nè. Rất là dân dã luôn. Còn bên đây là cái hồ bơi. Homestay này nó giống như một resort rất là dân dã luôn á các bạn. Đây cái như khách ta tham quan du lịch nè, người ta ngồi ăn sáng. Cái homestay này đều một cái điều mà thấy rất là thích, đó là nằm cạnh ven sông, rất là xinh đẹp, gọi là sông Son. Thế các bạn thấy không, dòng sông ven sông mình nằm phía bên góc trái bên Thái đó. Siêu Thái quay cho các bạn xem cái dòng sông này nha. Đó, cái phía trên đó là những cái phòng du khách người ta ở. Nó cũng phòng này nó cũng đơn giản thôi các bạn, nó cũng bình dân dân dã lắm, nó giống như cái những homestay khác thôi. Nhưng đặc biệt nó nằm cái cạnh cái hang động Phong Nha luôn. Đây các bạn thấy nè, cái phòng nữa thấy không? Đó. Cũng đơn giản luôn. Dân dã lắm. Đó là cái ven sông đó các bạn, cái ven sông gọi là sông Son đó. Rồi chúng ta xuống dưới ha, xuống bên dưới đi, rồi thấy quay cho cái cảnh cái ven sông này nó đẹp như thế nào nha các bạn. Đây là cái ven sông ha, gọi là sông Son, nó nằm cạnh cái hang động Phong Nha luôn. Là các bạn thấy không, cái xung quanh đó là cái núi nằm phía sau đó, là tất cả homestay nó nằm ở sau lưng núi. Đây cái view rất là đẹp luôn nha các bạn. Đó không? Ở phía trên các bạn thấy núi nó có đám mây đó, những cái đám mây đó. Rất là đẹp luôn. Cái view này mày ở cái homestay mình ở thì mình nhìn ngó qua là cái núi và cái dòng sông này luôn. Rất là thuận tiện cho những cái các bạn đi du lịch mà nằm muốn ở gần để mà tham quan luôn cái động Phong Nha. Hiện tại thời tiết nó cũng không được thuận lợi đâu các bạn ơi, nên cái chất lượng quay video nó cũng hơi không được cho tốt lắm, mong các bạn thông cảm nha. Giống như một sương mù nó đổ xuống vậy đó. Đặc biệt luôn là tất cả homestay nằm cạnh ngay lưng núi nha các bạn, sau lưng núi nha, nó nằm liền giống liền kề vậy đó. Nó thôi quay lại một cái tổng quan lại cho các bạn xem đó, các bạn thấy không, homestay ta nằm đó, liền kề với nhau, sau lưng núi luôn đó. Cái sông này gọi là sông Son nha các bạn, rất là đẹp. Cái này chúng ta mà xuống, mà chúng ta cũng xuống cái bờ hồ này, bờ sông này á, chúng ta nướng, nấu nướng gì cũng được, tại nó rất là dân dã giống resort thôi. Rồi tới đây Thái xin dừng video ha. Chúc các bạn có một ngày làm việc vui vẻ. Nhớ đăng ký kênh Thái và ủng hộ Thái nha. Rồi xin chào tạm biệt mọi người.